Hi và hello xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cách để lưu ảnh trên Instagram về iPhone nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn cần phải vào cái ứng dụng phim tắt. Cái phim tắt này sẽ hỗ trợ từ iOS 12 trở lên nhé. Nên là bạn nào mà dưới iOS 12 là không dùng được đâu nhé. À không có. Các bạn nào mà lỡ xóa cái app này rồi thì các bạn có thể lên App Store và tải nó về thôi. Đó, các bạn thấy đây của Apple luôn, để tải về xem có tải được đây. Thì các bạn phải vào tạo một phim tắt trước đã. Các bạn tạo bừa cũng được, chả phải tạo bừa này. Mình sẽ tạo bừa. Ví dụ mình sẽ ứng dụng này, nhạc này, chọn nhạc này, chọn nhiều bài hát này. Tên phim tắt chỉ đi bừa cũng được. Phát nhạc xong. Ok, thì bây giờ các bạn phải vào phần mềm cài đặt và phần cài đặt, kéo xuống này, tìm cái phần phim tắt cho mình. Phim tắt này đó, thì thấy cái phần phim tắt chưa được tin cậy ở đây thì các bạn phải bật nó lên cho mình, cho phép. Sau đó bạn sẽ phải nhập mật khẩu vào, sau đó các bạn sẽ lên Safari và tìm cái địa chỉ này cho mình. Thì mình sẽ để cái link tải cái phần mô tả nhé. Các bạn chọn Get Shortcut ở đây, mở đó, các bạn sẽ hiện ra một mặt như này. Các bạn sẽ kéo xuống, kéo trên như chưa từng được kéo đó. Các bạn sẽ chọn thêm phím tắt không được tin cậy ở đây. Đó, nó sẽ thêm vào. Bây giờ các bạn sẽ lên Instagram, các bạn tìm cái ảnh các bạn muốn lưu. Thì mình sẽ lấy ảnh của chị này. Các bạn sẽ chọn vào cái ảnh bạn muốn lấy nhá. Các bạn chọn dấu ba chấm này, chọn sao chép tên kết. Ok, sau đó các bạn sẽ vào lại phim tắt, ấn vào cái nút dấu hai dưới này. Các bạn ấn vào ok này. Ok, đó, nó sẽ ra như này. Các bạn chọn ấn nút bên góc phải này, lưu hình ảnh thôi. Nó rất đơn giản nhỉ, các bạn thấy không? Đó. Ok, và nếu bạn thích clip của mình hãy like và subscribe để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video nha. Ok, và Happy New Year.